Này, làm ơn cho tôi vào với. Tôi lạnh quá đi mất. Tôi lớn lên với một người bạn thân nhất của mình là Matthew Ramsey. Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng vẫn học cùng lớp với tôi. Không phải vì anh ta học sốt đâu, mà là vì cha của anh ta đã mất rồi khi anh học lớp 4. Và trong vài tháng, Matt đã gặp rất nhiều vấn đề về nhà và ở trường nữa. Khi anh ấy bị ở lại lớp và học cùng lớp với tôi, chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân. Và chẳng bao lâu sau, tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà của anh ta hơn là ở nhà của tôi nữa. Mẹ của Matt luôn là một người rất tốt bụng, nhưng bà ấy lúc nào cũng làm việc hầu hết thời gian trong ngày. Vì vậy điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi chơi với chú Jean của Matt nhiều hơn bất kỳ ai khác. Ông ấy để chúng tôi tự do làm việc hầu hết thời gian, nhưng mà nếu chúng tôi ngủ lại nhà và mẹ của Matt có cả làm muộn, Jean sẽ đến và trông chừng chúng tôi cho đến khi bà ấy về nhà. Những đêm đó là một trong những đêm kỷ niệm tuổi thơ yêu thích của tôi. Đi chơi với người bạn thân nhất của mình, trong khi người chú tuyệt vời của anh ấy nấu cho chúng tôi những chiếc bánh hamburger và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện mà chú đã trải qua, hoặc là nghe được trong suốt 20 năm chú đi khắp thế giới trong quân đội. Ông đã nghỉ hưu vì bị chấn thương khi tôi gặp ông, và chỉ cần nhìn người đàn ông bụng phệ kia, tóc hoa râm, đang nhấp một ngụm bia trong khi vô tình chọc vào vị nướng, tôi cảm thấy rất khó tin rằng ông ta từng là một người lính, càng không phải là một nhà thám hiểm chu du khắp thế giới mà ông từng kể trong câu chuyện của mình. Nhưng chỉ khi ông ấy bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện, mọi thứ dường như thay đổi một cách kỳ diệu. Không giống như những người lớn khác, ông ấy dường như hiểu và trân trọng những gì chúng tôi muốn nghe và quan tâm. Những câu chuyện về trận chiến và vùng đất kỳ lạ, súng và xe tăng, những con người thú vị và những sinh vật nguy hiểm nữa. Khi chúng tôi dành thời gian cho ông ấy, tôi luôn cảm thấy chắc chắn rằng ông ấy đã hết chuyện để kể rồi, nhưng không bao giờ hết cả. Trên thực tế, trong những năm cuối cùng tôi biết ông ấy, ông bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về một số điều kỳ lạ mà ông từng gặp hoặc từng nghe thấy. Nếu là người khác, tôi sẽ ngay lập tức coi những câu chuyện này là kỳ ảo, những câu chuyện ngày càng phức tạp và giật gân để giải trí cho khán giả trưởng thành và có khả năng trở nên nhàm chán của chú. Nhưng Jean thực sự không phải là kiểu người như vậy. Ông là một người kể chuyện giỏi, và ông ấy cũng là một người trung thực nữa. Tôi không bao giờ có cảm giác rằng ông ấy đang tô điểm thêm bất cứ điều gì, ngoài việc lâu lâu pha trộn một chút cho câu chuyện để tránh khả năng gây nhàm chán mà thôi. Và mặc dù tôi không thể chắc chắn rằng phần lớn những gì ông ấy kể cho chúng tôi nghe có phải là chuyện nhảm nhí hay không, nhưng điều có vẻ rõ ràng với tôi bây giờ là một trong những câu chuyện của ông ta có lẽ đã cứu mạng tôi. Lúc đó tôi khoảng 12 tuổi và Mark vừa tròn 13 tuổi. Chúng tôi sẽ cắm trại ngoài rừng ngay sau nhà của Mark, và Jean đã đến chơi. Cho đến khi chúng tôi đi ngủ, ông ấy đã nhóm một đống lửa nhỏ trong hố ở sân sau. Và sau bữa tối, tất cả chúng tôi ngồi quanh đống lửa, nhìn chằm chằm vào đống lửa, trong khi ông ấy kể cho chúng tôi nghe về thời gian ông ấy đóng quân ở Alaska. Ông ấy nói rằng phần lớn chỉ là lạnh lẽo và buồn tẻ. Các thị trấn ở đó rất nhỏ và người dân cũng vậy nữa. Mặc dù bọn họ rất dễ tính, nhưng lại có xu hướng giữ khoảng cách. Và vùng đất đó rất đẹp, nhưng mà theo một cách xa lạ, gần như thù địch vậy, khiến ông nhớ những ngọn đồi ấm áp, khô cằn của Arizona, nơi ông đã trú ẩn trong nhiều năm trước khi làm nhiệm vụ mới nhất này. Công việc của mấy ở đó thậm chí cũng chẳng thú vị gì cả, chỉ là xử lý cái yêu cầu và đi chơi với ông chủ của mình mà thôi, người mà dành phần lớn thời gian để say xỉn hoặc là đi ngủ. Tuy nhiên, ông ấy kể với chúng tôi nghe rằng khi ông chủ của ông ta tỉnh táo và chưa quá say, thì ông ấy là một người khá là tuyệt vời. Ông ấy kể cho Jean nghe những câu chuyện rùng rợn về những người ở đó, lịch sử địa phương, thần thoại và truyền thuyết nữa. Và cũng chính từ ông ấy mà Jean đã nghe về người phụ nữ mà đôi khi sẽ đến tận cửa nhà của bạn, xin được vào nhà vì trời rất lạnh. Theo như lời ông chủ của ông kể, ông ấy đã làm việc tại một trạm dự báo thời tiết ở phía bắc Anchorage, thì một trận bão tuyết lớn ập đến. Ông ấy có đồ dự trữ trong vài ngày, nhưng mà đến đêm thứ ba, ông ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông đã sống ở phía Bắc được vài tháng vào thời điểm đó, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy cảm thấy thực sự bị thời tiết làm cho mắc kẹt vậy. Giữa tuyết rơi ngày một nhiều hơn và sự cô lập nữa, ông ấy thừa nhận rằng mình đã hét toáng lên khi nghe tiếng gõ cửa. Ông chủ của chú Jean không phải là nhà khoa học tài ba gì, nhưng ông cũng không phải là kẻ ngốc. Ông biết rằng không thể nào có ai sống ở xung quanh trong phạm vi 20 dặm hoặc là hơn được.
và khả năng có người ngoài kia trong thời tiết như thế này vào ban đêm thực sự rất là vô lý. Ý nghĩ đầu tiên của ông là có người đến thay ông vì một lý do nào đó. Nhưng mà khi ông đến gần cửa, ông nghe thấy thứ gì đó giống như là giọng nói của một người phụ nữ khá là trẻ ở phía bên kia. Có ai không? Làm ơn cho tôi vào với, tôi lạnh quá đi mất. Điều này làm ông mất bình tĩnh. Ông ta không biết có cô gái trẻ nào đang ở tại địa phương này không. Và ông ta càng nghĩ thì ông càng nhận ra rằng ông sẽ phải nhận được một tin nhắn trước nếu như có bất kỳ ai đến thăm vào đêm nay. Vậy thì người bên ngoài kia có thể là ai? Tim đập thình thịch, ông trả lời. Chị đó ơi, chị là ai vậy? Tôi lạnh và lạc đường rồi, tôi bị lạc trong cơn bão. Làm ơn đi, cho tôi vào với. Thật kỳ lạ, nhưng mà trong giọng nói thì cô ta có vẻ rất sợ hãi. Và nếu ông để cô ấy ở ngoài đó lâu hơn chút nữa, cô ấy có thể sẽ bị chết cóng mất. Tuy nhiên, hai phía tuyết đã rơi kể từ khi ông dọn sạch cửa trước vào đầu ngày. Nếu ông có ý định đưa cô ấy vào, ông cần phải ra ngoài đó với một cái đèn và một cái xẻng nữa, rồi dọn dẹp đường đi. Được thôi, cho tôi một phút đi, tôi sẽ ra ngoài đó ngay. Ông ấy mặc thêm áo khoác ngoài và đi lên thang cửa sập trên mái nhà, chủ yếu là dùng để tiếp cận thiết bị trên cùng mà thôi, phòng trường hợp khi tuyết quá cao không thể sử dụng được cửa chính nữa. Ông ấy nói với chú rằng lúc đó trời thực sự rất lạnh, lạnh buốt luôn, lạnh nhất mà ông ta từng cảm nhận, mặc dù một phần là vì ông ấy có chút sợ hãi. Ông ấy nói với chú rằng một phần là do ông sợ cô gái, nhưng mà chỉ một phần thôi. Còn một phần khác thì là do ông đang cảm thấy có gì đó không ổn thì phải, rằng có điều gì đó kỳ lạ và nguy hiểm về sự kỳ quặc của một người lạ xuất hiện ngoài trời lạnh lúc nửa đêm. Nói rằng đó là lý do tại sao ông ta chiếu đèn qua mép mái nhà trước khi xuống dọn cửa. Jim mỉm cười lo lắng với tôi và Matt lúc này, nhấp thêm một ngụm bia nữa trước khi đặt sang một bên. Ông ấy còn nói rằng hầu hết xung quanh đã bị chôn vùi trong tuyết bên ngoài cửa rồi. Nhưng mà khi nhìn xuống, ông ấy vẫn có thể nhìn thấy một phần trên cơ thể của thứ gì đó. Ông ấy nói thêm rằng nó rất là lớn, có lẽ nặng khoảng 500 pound hoặc là hơn, với một lớp vỏ ngà phanh đốt giống như là tôm hùm vậy, và những chiếc chân nhện trắng đầy tơ lông nằm co lại và sẵn sàng. Những mái vòm cao nhất giống như là những đụn tuyết nhỏ vừa phá vỡ bề mặt tuyết vậy. Nhưng mà phần tệ nhất chính là đầu của nó, bởi vì thực sự thì nó không phải là đầu đâu. Cao hơn 5 feet và đứng thẳng, đầu có hình dạng mảnh khảnh và tinh tế, được bao phủ bởi thứ giống như là một chiếc áo choàng hoặc là áo choàng tối màu gì đó. Jin liếc nhìn giữa chúng tôi khi chú ấy xoa bên má. Ông ấy còn nói rằng ông ấy có thể nhìn thấy một khuôn mặt trong chiếc áo choàng đó, khuôn mặt của một người phụ nữ, người phụ nữ đẹp nhất mà ông từng thấy. Chú Jin dịch chuyển cái mông trên ghế, tiếp tục nói. Nhưng mà nó cũng nhìn ông ta nữa, cặp mắt của ông ấy, tất cả chỉ trong vài giây mà thôi. Và lúc đó, thứ đó có lẽ đã nhận ra được ánh sáng chiếu xuống và quay cái đầu lại trông giống như là một người phụ nữ về phía ông. Ông ấy nói với chú rằng ông đã cực kỳ sợ hãi vào thời điểm đó, đông cứng tại chỗ. Và một phần nào đó trong não của ông ấy còn hoạt động đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nói điều gì đó khác với ông, kiểu như là cố gắng để dụ ông xuống vậy. Jean thở dài. Nhưng mà thay vào đó, nó bắt đầu hét lên. Ông ấy nói rằng tiếng động không phát ra từ miệng người phụ nữ, mà thay vào đó ông ấy thấy những đám tuyết sập theo cơ thể của nó như hơi nước vậy, thoát ra khỏi một cái nồi ấy. Và không khí tràn ngập tiếng hét kinh khủng này. Ông ấy biết rằng nó đang tức giận và nó đang đến để bắt ông ấy. Sau đó ông nhảy xuống, đến được cửa sập, khóa cửa lại sau lưng và chuẩn bị xuống phòng trường hợp xấu nhất thứ đó vào được bên trong. Ông nói thêm rằng ông đã nghe được tiếng động trên mái nhà rồi, nhưng không có thứ gì cố gắng chui qua cửa sập hay là cửa cả. Ông ấy thức trắng cho đến khi mặt trời mọc, và sau đó ông gọi điện cầu cứu lấy lý do là ông bị ốm nặng. Mark và tôi nhìn chú Jin với đôi mắt mở to và sợ hãi, thì chú cười khẽ và nhún vai. Và thế là hết rồi, ít nhất là phần lớn thời gian như vậy. Họ đến và đưa sếp của chú đi. Không có dấu hiệu gì bất ổn ở bên ngoài cả, và ông ấy cũng không bao giờ nói với bất kỳ cấp trên nào về điều đó nữa. Jin nghiêng người về phía ngọn lửa. Mãi cho đến một đêm nọ, ông ta vào thị trấn để uống rượu, và ông ta kết bạn với một trong những người dân địa phương. Họ trao đổi một số câu chuyện nhảm nhí một lúc, và cuối cùng ông ấy cũng thoải mái đến mức kể cho ông ta nghe
về những gì đã xảy ra ở trạm thời tiết. Vừa nhắc đến thứ đó thì anh chàng kia đã tỉnh rượu rất nhanh, nói với sếp của chú rằng ông ta rất may mắn khi vẫn còn có thể ngồi đây. Tôi vẫy tay với Jin như thể tôi đang ở trong lớp học vậy. Vậy là anh chàng đã biết nó là gì hả? Jin gật đầu một cách không chắc chắn. Có thể chứ, ít nhất là một chút. Anh chàng đã nói với ông ấy rằng không có cái tên hoa mỹ nào cho nó cả, nhưng nó chỉ là một thứ gì đó kỳ lạ và chết chóc sống ở đó mà thôi. Có thể là những nơi khác nữa. Anh ta đã nghe một vài câu chuyện trong nhiều năm, và anh ta cũng có một số ông nội hay là gì đó tuyên bố rằng đã nhìn thấy một con. Một số người nói rằng đó là một linh hồn ma quỷ. Những người khác thì nói rằng đó là một loài động vật mà chúng ta không biết hoặc là không hiểu. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng vô cùng thông minh. Thông minh như một con người vậy, và có thể nói chuyện như một con người để đánh lừa bất kỳ ai. Ông chủ của chú gọi nó là kẻ dối trá, và ông ấy nói rằng ông đã nghe cái tên đó từ một người bạn của mình. Chú nghĩ là vì nó khá là có sức hấp dẫn, một phần là do khả năng của chính nó ấy, có lẽ khiến trông và nghe giống như một con người bình thường. Nhưng mà sếp của chú thì nói không, đó là vì theo những gì ông ta được kể, thứ đó ấy có một số quy tắc nhất định mà nó phải tuân theo. Nó chỉ săn mồi những thứ mới gọi nó, những thứ đã bị nó lừa ở một mức độ nào đó. Và bất kể nó là gì đi chăng nữa thì nó luôn nói dối, luôn luôn nói dối. Chú chỉ tay vào tôi rồi vào Matt nữa. Bây giờ thì điều đó có vẻ hiển nhiên, nhưng thực ra đó là một điều khá hữu ích để ghi nhớ. Bởi vì theo cách của chú hiểu, nó không thể nói sự thật được, và nó buộc phải nói dối, dụ dỗ, cố gắng lừa ai đó để cho nó vào, để nó có thể bắt nạn nhân đi. Vì vậy mấy đứa chỉ cần hỏi nó những câu hỏi theo đúng cách, những điều nó không thể trả lời và những điều tiết lộ ra lời nói dối của nó, mấy đứa có thể tìm ra nó là gì mà không cần phải mở cửa. Jin ngồi lại và cười toe toét lên. Ha ha ha, chú chỉ hy vọng là không có gì cào nát lều của mấy đứa vào tối nay đấy. Tôi đã không nghĩ nhiều về câu chuyện đó của chú Jin trong một khoảng thời gian cho đến khoảng 3 đêm trước. Matt được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu khi mới 14 tuổi và đã mất mạng 2 năm sau đó. Và trong 20 năm kể từ khi đó, tôi đã không gặp hoặc là chỉ nói chuyện với gia đình của anh ta một vài lần trên Internet mà thôi. Nhưng 3 đêm về trước, khi tôi ngồi lạnh cống vào hàng loạt bên lề đường tối tăm, chú cũng mắc vài câu chuyện đó lại ùa về trong tôi. Tôi đã lái xe trong trận bão tuyết tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, chưa nói đến việc cố gắng đi qua nó đâu. Khi tôi cảm thấy xe của mình bắt đầu trượt trên đường, như thể đã là lần thứ 100 rồi vậy. Trận bão tuyết này không bình thường ở nơi tôi sống tí nào cả, và tôi không có lốp xe hay là xích đi tuyết, cho nên tôi phải lái xe chậm và thận trọng nhất có thể. Vợ tôi đang chuyển xe cách đây 3 giờ rồi, và mặc dù tôi biết cô ấy đã được đưa đến bệnh viện, tôi muốn đến đó ngay lập tức khi có thể, để nó một cách an toàn. Nhưng tôi là một thằng ngốc. Khi chiếc xe đâm vào một màn băng tuyết trên đường, tôi đã điều chỉnh tay lái quá mức và trượt xuống mương. Tôi đang ở trên đường cao tốc, nhưng lúc đó là nửa đêm rồi, trong một cơn bão tuyết, và tôi đã không nhìn thấy một chiếc xe nào khác cả trong ít nhất nửa giờ như vậy. Tôi cố gắng tự mình đưa chiếc xe ra ngoài, nhưng tất cả những gì tôi làm được là một thân ướt nhẹp và lạnh cống. Khẽ chửi thề, tôi gọi một chiếc xe cứu hộ. Cuối cùng cũng gọi được một chiếc vào lần thứ 3 tôi thử ấy. Họ đang đến, nhưng mà sẽ mất khoảng 4 giờ đồng hồ dựa trên thời tiết này. Vị trí của tôi và các cuộc gọi trước đó cũng như vậy. Nhìn vào đồng hồ xăng, tôi quyết định rằng chạy xe thêm khoảng 10 phút nữa để tạo ra một ít không khí ấm áp, và sau đó ngồi trong bóng tối một lúc để tiết kiệm nhiên liệu. Run rẩy, tôi cố gọi đến bệnh viện để kiểm tra vợ tôi và nhắn tin cho cô ấy về những gì đã xảy ra, nhưng mà tôi không thể gọi được. Tôi nhớ là nó vẫn còn rất nhiều pin, nhưng mà khi tôi có 3 vạch pin chỉ vài phút trước đây, bây giờ nhìn lại tôi chỉ còn một vạch pin nhấp nháy như ngọn nến sắp tắt mà thôi. Khi tôi nhìn, nó tắt lần cuối và sau đó không trở lại được nữa. Có lẽ nếu tôi thử tắt nó đi và bật lại thì chú ơi, làm ơn cho cháu vào xe với, cháu lạnh quá đi mất. Tôi hét điếng người lên và nhìn sang cửa sổ bên tài xế. Một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào bên trong, đôi mắt đen mở to đầy sợ hãi, cầu xin khi chúng chạm mắt tôi. Làm ơn đi chú, chú ơi, làm ơn cho cháu vào với. Tôi có thể thấy thứ giống như là một giọt nước mũi đồng cứng trên môi của cậu bé này, và đôi môi xanh nhợt nhạt của cậu bé đang run rẩy khi cậu bé cầu xin tôi giúp đỡ. Chú ơi, làm sao cậu bé có thể ra ngoài vào giờ này chứ?
tôi cần phải đưa cô bé vào trong ngay lập tức, khởi động lại xe. Và sau đó, đột nhiên có một tia kiếp xa xôi xuất hiện trong sâu thẳm tâm trí tôi. Ánh sáng màu cam của một hố lửa chiếu sáng khuôn mặt của chú Shin, kêu mới kể cho chúng tôi nghe về thứ gì đó xanh màu trong cái lạnh và bóng tối. Một kẻ dối trá. Tôi quay lại nhìn đứa trẻ, thật nực cười. Câu chuyện đó không thể xảy ra được, và đứa trẻ này sẽ chết cóng mất nếu tôi không nhanh chân làm gì đó ngay. Đúng vậy, trông nó như kiểu đang mặc một chiếc áo khoác trùm đầu, nhưng mà nhiệt độ ngoài kia đang dưới mức đóng băng. Và nếu lỡ như... Tôi nuốt nước bọt và mỉm cười nhìn cô bé nhợt nhạt đang nhìn chằm chằm vào bên trong xe. Này con trai, là sao con lại có thể ra ngoài đây vào giờ này vậy? Cô bé nhìn chằm chằm tôi một lúc. Là do mẹ cháu, bà ấy bị đường huyết cao và ngủ thiếp đi. Cháu không thể đánh thức bà ấy dậy được. Cháu đã tìm người giúp đỡ rồi, nhưng mà cháu đã... Cô bé đang bật khóc, ấn một bàn tay nhỏ vào kính. Trời đất ơi, tôi đang chờ cái quái gì vậy? Tôi phải mở khóa xe ngay, nhưng mà tôi vẫn do dự không muốn mở cửa. Tôi nghĩ về câu chuyện của chú Jin đã kể. Thứ đó được gọi là kẻ dối trá vì nó phải nói dối. Nó chỉ muốn lừa bạn, nhưng nếu bạn hỏi đúng câu hỏi, bạn có thể nhìn thấu nó. Hít một hơi thật sâu, tôi rời mắt khỏi cậu bé. Này, tên cháu là gì? Matthew. Mọi người gọi cháu là Matt. Xin hãy cho cháu vào đi mà. Tôi cảm thấy như mình vừa bị đấm vào bụng vậy. Nhưng mà khi tôi nhìn lên, cô bé chỉ trông lo lắng và sợ hãi. Không giống như nó vừa nói tên của người bạn thở của tôi, người mà đã qua đời từ lâu rồi. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ? Và đâu phải dừng lại mọi chuyện ngay và giúp nó chứ. Tay tôi đặt trên chốt cửa, nhưng mà tôi vẫn do dự. Nếu như câu chuyện của Jin là có thật, thì loại câu hỏi nào sẽ hiệu quả chứ nhỉ? Cháu có phải là một cậu bé một cậu bé là người không? Lông mày của cậu bé hơi nhướng lên. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đợi đã, câu hỏi này thực sự là ngớ ngẩn. Nếu thằng bé muốn nói dối thì nó có thể nói có mà. Còn nếu như nó muốn nói thật thì nó cũng có thể nói có. Vì vậy, câu hỏi này không giúp ích được gì cả. Được thôi. Tôi sắp hết thời gian để lãng phí vào chuyện này rồi. Tôi có thể hỏi thằng bé này là nó không phải là một đứa bé phải không? Nhưng nó cũng là vấn đề tương tự mà thôi, đúng không nhở? Nếu thằng bé này nói thật, nó sẽ nói không. Còn nếu nó chỉ là một con quái vật phải nói dối, nó cũng sẽ nói không thôi. Mẹ kiếp, tôi chỉ cần cứng rắn lên và mở cửa thôi. Làm ơn đi mà chú, cháu buồn ngủ và sợ lắm. Rồi lạnh nữa. Rùng mình, tôi với tay chốt cửa, quyết tâm mở cửa và cho cô bé vào. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, theo bản năng, tôi lại nghe thấy mình đang hỏi một câu hỏi khác nữa. Này, cháu không có nói dối chú, chỉ được khiến chú mở cửa chứ. Tôi do dự ở chốt cửa, chờ đợi thấy cảnh thằng bé bối rối vì câu hỏi kỳ lạ đó hoặc là nói không. Thay vào đó, có một khoảng khắc im lặng. Và khi tôi nhìn lên, tôi có thể thấy rằng môi cô bé đang mím lại thành một đường mỏng thẳng. Đúng. Tôi cầu mày lại, lại rút tay ra khỏi chốt cửa. Đúng, cháu không nói dối chú. Hay là đúng vậy? Môi thằng bé lại bắt đầu run rẩy. Làm ơn cho cháu vào với, cháu lạnh quá. Được rồi, tôi cần phải suy nghĩ một chút chứ. Việc thằng bé nói đúng có thể có nghĩa là bất cứ điều gì. Nó giống như cách mà nó phản ứng hơn thì phải. Gần giống như thằng bé đang cảm thấy tức giận hơn khi bị nắm thóp vậy. Tuy nhiên, đó không phải là bằng chứng của bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ cần... Này, cháu có ở bên ngoài xe của chú không? Lần này, khi tôi nhìn vào mắt của nó, tôi nghĩ chúng có vẻ tối hơn, lạnh lẽo hơn. Cái gì? Làm ơn đi, cho cháu vào với. Tôi cảm thấy một luồng sợ hãi chạy dọc sống lưng. Này, trả lời câu hỏi của chú đi, cháu có đang ở ngoài xe của chú không? Tiếng khịp mũi của thằng bé dừng lại khi một nụ cười cứng rắn tàn nhẫn hiện lên ở khóe miệng cậu ta. Không. Vừa rồi đột nhiên nó biến mất trước mặt tôi. Tôi thấy một chuyển động nhỏ mờ nhạt trong bóng tối và nghe một tiếng sột soạt của một bụi cây phía xa khi một cái gì đó có vẻ rất lớn tiến vào trong rừng. Nhưng không có dấu hiệu nào khác của đứa trẻ hay là bất kỳ kẻ xâm nhập nào khác khi đang ngồi một mình trong bóng tối giá lạnh cả. Sau vài phút, tôi nhận được tín hiệu di động và gọi điện lại để kiểm tra Becky.
cô ấy vẫn ổn cho đến bây giờ. Và các bác sĩ sẽ truyền lời nhắn của tôi cho cô ấy rằng tôi sẽ sớm đến đó với cô ấy mà thôi. Khoảng một giờ sau, xe cứu hộ đến. Và người đàn ông đó nghĩ rằng thật kỳ lạ khi tôi từ chối ra khỏi xe, trong khi anh ta kéo xe tôi ra khỏi mương. Trông anh ta có vẻ không bận tâm cho lắm thì phải. Sau khi viết những dòng này, tôi vừa mới bế đứa con mới chào đời của mình. Bé là một cậu bé khỏe mạnh. Và chỉ sau 2 ngày mà thôi, tôi đã yêu đứa bé này hơn cả tính mạng của mình rồi. Vợ tôi hỏi rằng tôi có muốn đặt tên đứa bé là Matthew không, theo tên của người bạn thân nhất của tôi khi tôi còn nhỏ. Nhưng tôi lắc đầu nhanh chóng. Sau khi cô ấy về nhà và nghỉ ngơi, có lẽ tôi sẽ cố gắng sẽ thích lý do tại sao. Hơn nữa, không quan trọng chúng ta gọi thằng bé là gì cả. Nó sẽ lớn lên và khỏe mạnh và ngoan ngoãn nữa. Và chúng tôi sẽ ở đó để chuẩn bị cho thằng bé một thế giới ấm áp và tuyệt vời, nhưng cũng rất lạ lùng và lạnh lẽo. Một thế giới mà không phải mọi thứ đều như vẻ bề ngoài. Và thằng bé này phải học được cách cẩn thận và bình tĩnh, đặc biệt là khi mời một người lạ từ trong bóng tối vào nhà của mình.